Hoàng Minh. Ở đâu ươm mầm những tỷ phú tương lai? I am the designer of this doggy house. I'm the creator of this giant tomato. My robot can do anything. Ở đâu học được ngôn ngữ của thành công? And that's leaders. Tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Alo, có phải anh đặt thay kính đó không ạ? À đúng rồi, anh đây. Rồi, anh đợi em tí xíu nha. Rồi, cảm ơn em, tranh thủ giùm anh nha. Dạ, dạ. Rồi, 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 cảm ơn em. Dạ, xin chào anh ạ. Chào em. Dạ, có phải anh mới vừa đặt thay kính bên R2Y không đúng anh? R2Y hả? Dạ, đúng là rồi. Em đó hả? Dạ, dạ, đúng bên công ty này, anh có mấy người bạn thay kính mấy lần rồi. Dạ. Anh có cho anh cái app này. Dạ. Anh thử coi, mấy em là có đúng theo lời những người bạn anh rồi nói hay không. Đâu cái máy của anh để kính đâu để em xem. À. Mà em đừng có thay hết cái máy nha. Dạ không đâu, em chỉ thay mặt kính thôi. Sao em gần quá vậy? Dạ. Em ở đâu mà em vừa nhắn có liền vậy? Tại vì hệ thống của em phủ toàn cả thành phố này. Anh chỉ cần đặt qua cái là hệ thống tự động nó sẽ chọn. À chứ không phải em theo dõi anh hả? Ra theo dõi anh. Tao biết tao bể một kiến á, mày đi theo dõi. Không có. Ai biết. Rồi, vậy giờ anh đợi em một chút xíu nha. 30 phút ha. Dạ. Anh thủ giùm anh nha. Dạ dạ. Anh dạ. Còn chạy xô nữa. Dạ dạ rồi. Rồi. Xin chào các sếp. Tôi là Nguyễn Hữu Đức, là nhà sáng lập G2Y. Tôi là Andy Tom Thoát. Tôi là đồng sáng lập. Chúng tôi đến đây gọi vốn 15 tỷ cho 8% cổ phần chúng tôi. Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp máy ép kính màn hình điện thoại trên toàn quốc. Chúng tôi cho ra đời hệ thống G2Y nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu cao, đem lại tiện ích, chất lượng tốt nhất cho người tiêu dùng và đồng thời cũng tạo ra một ngành nghề chuyên môn có thu nhập ổn định cho người lao động. Đặc điểm G2Y của chúng tôi, một là cầu nối giữa người dùng và kỹ thuật có chuyên môn. Hai là không mất nhiều thời gian quý báu của khách hàng, G2Y vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhất vì đội ngũ kỹ thuật viên đã qua trường lớp đào tạo với tay nghề có chuyên môn. Mô hình kinh doanh của G2Y sẽ đem lại 4 nguồn thu nhập chính và chia ra làm 2 thể loại thu nhập. Thứ nhất là thu nhập liên tục và thể loại thứ hai là thu nhập một lần. Thu nhập một lần gồm có cung cấp dụng cụ sửa chữa và đào tạo dạy nghề. Thu nhập liên tục gồm có cung cấp linh kiện đi hành nghề và R2Y sẽ thu về 20% phí vận hành từ những đơn hàng thành công. Em làm nghề này được bao nhiêu lâu rồi? 15 năm anh. Còn nếu mà phát triển công nghệ ép kính thì bắt đầu từ cái 2G mới ra đời. Tính tới tính lui cũng được khoảng tầm 6 năm. Hai bạn học cái gì ra? Em là bên Business Management. Lâu nay là em kinh doanh bên Retail. Còn anh Đức thì bên... Học về điện thoại thôi. Từ trước khi cái điện thoại iPhone ra đời là điện thoại Nokia. Hồi đó là một thời là Nokia là gọi là chiếc lá đó. Thì lúc đó tôi mới đi học hồi năm 2006. Thì về bắt đầu tôi mở mô hình này kinh doanh. Thời mà 2G vừa ra iPhone đó thì chúng tôi bỏ hết những cái mô hình kinh doanh kia, tôi chuyển sang qua cái gọi là smartphone. Cứ mỗi một cái đời máy ra là chúng tôi phải tìm hiểu nó. Thì các sếp biết cái này làm cái này nó lợi nhuận rất là cao, nhưng không phải ai cũng làm được. Trước em học ở trường nào? Tôi sinh ra một gia đình rất là nghèo. Thì năm 14 tuổi tôi đã đi khởi nghiệp rồi. Nói nghe sang thôi, tôi đi ở đợi cho người ta đó. Tôi ý thức được là tôi sẽ giúp cho cha mẹ tôi cái gì. Tôi nghỉ học. Tôi học rất là giỏi. Nói chung ở đất nước này không có cái tỉnh thành nào mà không có dấu chân của tôi. Tất cả mọi thứ tôi đều làm. Tôi rất là thích xài điện thoại. Đơn giản vậy thôi. Điện thoại nào ra tôi cũng phải mua bằng được. Mà khi mà tôi đã thích làm một cái gì đó phải được, chứ đừng nói là không được. Lúc nào tôi cũng dồn tôi vào chân tường hết á. Không bao giờ tôi để cho cái con người tôi có cái sự thoải mái. Hiện nay doanh số hiện nay đã đạt được bao nhiêu rồi? Tới thời điểm này thì tụi em chỉ cung cấp máy ép kính. Cái quý 1 của năm nay á, thâu về tiền lời là gần 2 tỷ. Rồi từ tháng 4 cho tới bây giờ thì tụi em chỉ duy trì cái mức thu nhập để tụi em chuẩn bị cho ra thị trường cái ứng dụng app R2Y. Bán được bao nhiêu máy và doanh thu bao nhiêu mà lợi nhuận dữ vậy? Dao động từ khoảng 150 máy cho tới 200 máy. Bao nhiêu tiền một cái máy? Từ 10 triệu cho tới 30 triệu. Tại giờ các bạn có bao nhiêu người để phục vụ tại nhà như vậy? Hiện tại là cái mô hình tại nhà là tháng 9 chúng tôi mới cho đưa ra. Cái app của mình bây giờ có bao nhiêu người sử dụng? Hiện tại bây giờ chưa có ra thị trường cho nên là mình chưa có số liệu đó. Làm sao mình kiểm soát được chất lượng của các người thợ đấy nhỉ? Chúng tôi là người dạy ra những người thợ đó. Năm 2014 bắt đầu tôi chỉ vô Sài Gòn. Thì tôi đến những cái trường khuyết tật, tôi nhận những cái người ta nói ủa cái nghề của tôi chỉ hai cái mắt hai cái tai là ok rồi, hai cái chân đâu có liên quan. Tôi vẫn nhận họ về, tôi đào tạo cho họ. Tôi muốn làm sao giúp những người đó họ có công việc, tự làm chủ bản thân, tự làm chủ công việc của họ. Đào tạo cho một người để biết được về kỹ thuật để sửa một cái máy như vậy thì mất bao thời gian? Chúng tôi đã từng đào tạo 6 năm cho học viên trên cả nước rồi. Người ta tới người ta
học xong người ta về có thể mở cửa hàng hoặc là đi làm cho những chuỗi khác. Nếu một người mà không biết gì á thì chúng tôi đào tạo á trong vòng một tuần lễ thôi là họ có thể làm được những cái modem đơn giản nhất, rồi vừa làm vừa học, rồi họ sẽ có thêm những cái kiến thức khác, họ sẽ làm những cái máy khó hơn. Anh nghĩ là business này để có thể thành công ấy thì các cái yếu tố gì mà anh đang thiếu? Từ con người mình dạy nghề cũng mình là người dạy ra, máy mình cũng tự sản xuất ra, app mình cũng tự viết ra. Chỉ có một cái yếu tố là mình phải nhập hàng, cái linh kiện đó bắt buộc phải nhập của Trung Quốc. Lại mấy vấn đề marketing, chỉ có hai cái đó thôi. Vậy thì 15 tỷ mà anh đang kêu gọi đây, anh nghĩ là anh dùng vào những mục đích gì? 8 tỷ cho marketing, còn 2 tỷ á thì cho vô phòng đào tạo, còn lại 5 tỷ thì đầu tư vào sản xuất máy móc với lại linh kiện mình dự trữ để mà cung cấp cho những cái người đi làm. 8 tỷ này mình cụ thể là mình đang tính dựa trên mỗi một cái khách hàng mình acquire về ấy là khoảng bao nhiêu chi phí? Tại vì trước đây chúng tôi làm mô hình kinh doanh theo kiểu mà truyền thống á, thay vì muốn để có một cái lượt sữa thì phải bỏ cái tiền Google hoặc là Facebook rất là nhiều để có được cái lượt sữa đó về thì tính cả chi phí nó quá lớn. Các bạn hiện nay công ty vốn là bao nhiêu? Với cái vốn thực cấp chúng tôi đã bỏ vô là 6 tỷ, vốn lưu động là dao động từ 500 triệu cho tới 1 tỷ. Như vậy là 6 tỷ, mà vốn lưu động là 500 triệu thì... Chúng tôi đã đầu tư vô máy móc và hàng hóa đã sản xuất ra. Cái tiệm sửa điện thoại họ mua máy từ đâu? Thường là mua ở Trung Quốc. Hồi cách đây là năm 2012, tôi có đi sang Trung Quốc. Nhưng tôi thấy cái máy này khả năng ở Việt Nam làm rất tốt, tại sao phải sang Trung Quốc mua? Thì từ đó về chúng tôi mới sản xuất ra cái máy này tôi bán. Các anh là những người mà đầu tiên ở Việt Nam sản xuất ra cái máy này? Dạ đúng rồi. Khi mà chúng tôi đến đây gọi vốn á là chúng tôi muốn gom lại bốn cái nguồn thu nhập kinh doanh của chúng tôi đó là sẽ thành lập một công ty mới hoàn toàn. Đây công ty mới thì là vốn điều lệ bao nhiêu? Vốn điều lệ là 10 tỷ. Tóm lại là bây giờ thành lập một công ty mới và có vốn điều lệ là 10 tỷ. Dạ. Và các anh nắm giữ là 92% bằng cái quá khứ và lịch sử để lại, tên mặt có không? Tụi em tính theo cái giá trị công ty là không phải là cái giá trị hiện tại hay là giá trị quá khứ mà là cái giá trị mà chúng tôi có thể đem về được với cái mô hình kinh doanh mới này. Nhưng mà cái sản xuất cái máy đấy các bạn đã có bản quyền chưa? Tất cả những sản phẩm chúng tôi đưa ra đều đăng ký hết. Các bạn sẽ đưa những thứ bản quyền đấy vào góp vào góp vốn hay là các bạn để ra ngoài? Tất cả vô trong cái mà gọi vốn hết. Với cái số mà gọi vốn hiện nay là 15 tỷ cho 8% thì tới cuối năm 2019 cái 8% đó sẽ tăng lên 15%. Tất cả nó chỉ có 100% thôi. Các anh giữ 92 rồi, tôi giữ 8%. Làm sao mà cái 8% nó lên thành 15% được? Ai sẽ trả cho tôi một cái phần trăm đấy? Ý đây là cái giá trị mà 8% các sát đưa ra bây giờ đó. Tức là 15 tỷ nó sẽ thành 30 tỷ. Dạ, dạ. Bây giờ các anh đang có một quý là lợi nhuận được 2 tỷ đúng không? Vậy thì một năm là lợi nhuận được 8 tỷ đúng không? Dạ. Vậy thì là chúng tôi được 8% là 8864, mỗi năm chúng tôi lãi được 640 triệu đúng không? Mà cái đó là mới là có một nguồn thu thôi. Ok, thế nếu cả bốn nguồn thu thì là bao nhiêu? Dự kiến tới cuối năm 2019 doanh thu sẽ là 100 tỷ. 100 tỷ đấy, cơ cấu doanh số của anh là đến từ như bán máy là khoảng bao nhiêu? Bán máy khoảng 20%. Là 20 tỷ. 20 tỷ này bây giờ một cái máy anh bán 15 triệu là ít nhất anh phải bán tới khoảng 1.400 cái máy. Và 80 tỷ còn lại là lấy từ đâu? 80 tỷ còn lại là lấy từ app. App làm thế nào để lấy? Mình thu về 20% từ khách hàng. 80 tỷ này, cái này là doanh thu hay là GMV? Doanh thu. Doanh thu để mà có 20% của 80 tỷ nghĩa là gì? Anh phải có ít nhất là 5 lần của 80 tỷ là phải tầm 400 tỷ GMV. Mà trên mỗi đơn hàng anh chỉ có 10 đô 200 nghìn thôi ấy. Vậy nếu thế cái số lượng đơn hàng của anh rất là nhiều. Chúng mình khoảng 1.500 đơn hàng mỗi ngày. Nhưng mà anh chưa tung app ra thị trường mà làm sao để anh nghĩ rằng là một ngày có thể có 1.500 đơn hàng? Tại vì chúng tôi đang kinh doanh mô hình truyền thống bây giờ. À không, đấy là sự khác biệt. Để mà có một đơn hàng truyền thống ấy dễ hơn rất nhiều với đơn hàng trên online. Online ấy tỷ lệ conversion rate nó rất là thấp. Khi người ta tìm ra cửa hàng của anh, 10 người đến có thể 9 người đã sửa điện thoại của anh rồi. Nhưng khi người ta đến cái app của anh ấy, 10 người đến, một người dùng mua cái hàng của anh đã là hạnh phúc. Không, cái này khi họ có nhu cầu họ mới đặt. À không, đúng rồi, nhưng mà anh lại nhầm cái việc là tại sao Google, Facebook họ giàu thế. Bởi vì thực ra là chủ yếu là chạy để click, nhưng mà để vào đi giao dịch cuối cùng rất là lâu. Thế nên cái mô hình của anh là để có 400 tỷ trong một mấy tháng này là một con số rất là phi lý. Lúc trước làm thị trường, tụi em làm survey có hỏi khoảng 500 người về cái nhu cầu mà xài cái dịch vụ, thì có khoảng trên 400 người họ sẵn sàng dùng cái dịch vụ có thể đem lại tiện lợi cho họ. Cho nên tụi em mới giả định những cái con số. Thì đúng rồi, bởi vì cái tập mẫu của anh nó quá bé. Có 500 người, có thể là những người đấy là bạn bè, nhiều lúc người ta trả lời cho qua chẳng hạn. Thế tại sao em lại muốn thành lập một cái công ty riêng mà xóa bỏ quá khứ để hướng tới tương lai? Thật sự nói thiệt với các sếp á, năm nào thì chúng tôi cũng có thể thu nhập về khoảng thành
từ 4 tới 5 tỷ. Nhưng với cái vấn đề đây đó, tôi muốn đến đây với các sát á, muốn các sát cố vấn để đưa cái mô hình của chúng tôi gọi là chiến lược đó, làm sao mà cho nó bùng nổ một cách nhanh nhất. Ép một cái kính điện thoại iPhone thì bao tiền? Cái iPhone 6 200 ngàn. Thế còn cái iPhone 8? iPhone 8 thì cũng khoảng tầm 300. Nói cái kính nó không có nhiều tiền như các sát nghĩ. Ăn thua là ở cái tay nghề của người kỹ thuật. Cái người thợ ở đấy người ta được hưởng bao nhiêu? 35 cho tới 40 ngàn. Cái 200 ngàn đi, trừ cái kính 40 ngàn. Rồi. Còn 160. Mình thu 20% của 160. Dạ. Đúng không? Là 32 ngàn. Rồi. Đúng là còn 228. Người ta mất bao tiền để bắt đầu bước vào hành nghề, đào tạo mất bao tiền? Chưa biết gì hết á, là đào tạo luôn, rơi vào khoảng tầm 20 triệu. Và họ trả ngay một lần? Họ khó khăn hay là như thế nào đó thì mình sẽ có cái hướng họ có thể nhờ công ty tài chính hỗ trợ. Nếu mà có 500 kỹ thuật viên thì mình thu của họ tiền đào tạo là bao nhiêu tiền? Một người 5 triệu. Nhưng mà bán thêm được 500 bộ máy đó nữa. 20 tỷ, tất tật tuốt tuột là 20 tỷ anh ạ. Cái sửa điện thoại nó không phải đơn thuần là chỉ sửa cái màn hình không, mà nó rất là nhiều cái trong đó. Cơ bản là ok về một mặt mô hình kinh doanh, nhưng con số các bạn đưa ra, đặc biệt là cái có một cái gì đó mà tôi chưa thể tìm hiểu sâu được trong cái quá khứ của các bạn về cái việc là các bạn đã bắt đầu làm cái việc nghề này rất là sớm, từ 2006, và các bạn cũng đã có một cái lịch sử thành công rất là hoành tráng, mỗi một năm lợi nhuận 4-5 tỷ. Thế nhưng bây giờ các bạn tức là xóa cờ đánh lại, lập ra một công ty mới, chào mức giá 15 tỷ cho có 8% cổ phần, là một cái mức giá mà rất là khủng khiếp. Bởi vì các bạn đang định giá công ty của các bạn với một cái giá trị rất là lớn, lên đến khoảng 170 tỷ cơ. Trong trường hợp mà các bạn chia thu được đúng ba, lợi nhuận được 48% trên doanh thu, giả sử các bạn đã đạt được chăng nữa như thế, thì tôi được có 58%, còn các bạn được tới 92% của cái lợi nhuận đấy. Có công bằng không? Nó công bằng chứ, tại vì theo cái tỷ lệ return on investment nó cao. Tới năm 2020 á, là các shark đã không những hoàn vốn, đã có lời nữa. Cái tiền thu nhập của chúng tôi tính được là khoảng 900 tỷ. Dự kiến là hết năm 2019 là đã được 100 tỷ, là đã tới kinh khủng rồi. Đấy, thế mà đến 2020 là được 900 tỷ nữa. Tôi nghĩ là lợi nhuận nó cao quá, cũng như là dựa trên toàn bộ cái lịch sử của các bạn đã đầu tư cũng như là kinh doanh và tạo ra được một cái mô hình kinh doanh quá tuyệt vời như vậy. Thì tôi khuyên rằng là các bạn không nên đánh mất cái cơ hội chia sẻ cho các sát. Làm gì cho nó mất công, các bạn tự làm được. Tôi nhường lại các bạn dùng cả, tôi không đầu tư. Một là anh chưa tung ra thị trường ý tưởng thì nó cũng không có gì là quá mới mẻ. Nó chỉ là một nền tảng tập trung vào một cái mảng vertical. Cái thứ hai là đến tầm tháng 9 anh mới tung ra thị trường, mà trong khi đấy anh đã nghĩ rằng là trong 2019 là GMV của anh tới 400 tỷ rồi. Nghĩa là tới 2 triệu đơn hàng. Mà để có một đơn hàng này 10 đô ấy, và một khách hàng là ít nhất anh phải bỏ ra cái thời kỳ đầu phải tầm 5 đến 10 đô. Là một con số nó cực kỳ lớn. Mà con số anh gọi 15 tỷ mà anh cũng chưa chuẩn bị gì cả. Cái mô hình business cũng chưa rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng là để mà khả thi được ấy, còn có rất nhiều cái vấn đề cần phải xử lý. Chính vì thế tôi quyết định không đầu tư. Tôi thấy rằng với 4 nguồn doanh thu của các bạn, chỉ có một nguồn có cơ hội tăng trưởng, đó là cái app. Nhưng vấn đề với cái mô hình đó là hai bạn không có kinh nghiệm. Vậy kinh nghiệm của các bạn là phần cứng, thì bây giờ đổi qua phần app thì nó hoàn toàn khác. Và để xây dựng cái mô hình đó và xây dựng một cái kinh doanh online và app mạnh và có thể tăng trưởng mấy trăm phần trăm một tháng hoặc một năm thì Linh đánh giá là các bạn có thể hơi khó. Vì vậy Linh quyết định không đầu tư. Cái trình độ mình bằng cấp thì không cao, nhưng bạn rất có kinh nghiệm và bạn đi lên bằng hai bàn tay và bạn tự học ở ngoài đời rất nhiều. Tôi rất là kính phục bạn chỗ đấy, nghĩ là mình có cơ hội đầu tư. Nhưng các bạn đặt cái công ty giá trị quá cao, các bạn định giá công ty các bạn gần 200 tỷ. Thế thì cái phần mà thượng vàng hạ cám của mấy công ty cũ ấy, đưa vào là chỉ khoảng 5 tỷ thôi. Còn cái phần know-how của bạn ấy, bạn xác định nó quá nhiều tiền. Tôi thường hay nói với bạn bè của tôi là gì? Là đã mơ thì mơ ra sang, đúng không ạ? Các bạn đang mơ quá sang, trên cả sang. Mơ thì không cần tiết kiệm. Mơ thì không tiết kiệm mơ. Cho nên là các bạn đang đặt một cái quá lớn. Các bạn nhìn vào cái tương lai và doanh số. Những cái đấy là không khác gì là một cô gái xinh đẹp mà đội trên đầu một cái rổ trứng ấy. Xong cứ nghĩ là trứng này sẽ đẻ ra trứng con đẻ ra trứng cháu đẻ ra trứng chắt. Xong mừng quá nhảy lên là mình sẽ nghĩ là mình sẽ giàu vì là cái rổ trứng này, thế là rơi rổ trứng là mất hết. Vì những cái mà tôi phân tích như này thì tôi thấy rằng là tôi sẽ không đầu tư vào đây. Vì Liên là chủ của nhiều công ty bảo hiểm nên chị cũng sợ rủi ro đâu.
Khả năng là nếu mà vụ này deal là chị Liên lại đưa ra một gói bảo hiểm cho cái rủi ro của cái khoản đầu tư này. Đề nghị là Liên bán bảo hiểm cho các xác đó. Thực sự lúc đầu ấy là tôi không có chú ý về cái lĩnh vực này, nhưng vì tôi có một công ty bảo hiểm cho nên là tôi cũng đã có những cái sản phẩm bảo hiểm về điện thoại di động. Khi khách hàng của tôi bị bể vỡ nước vô rồi tất cả mọi thứ thì đều phải tìm đến nơi để sửa chữa. Nếu các bạn đáp ứng được cái nhu cầu đấy thì là một lợi thế để tôi cung cấp cho bạn ngay lập tức. Có một cái lượng khách hàng tương đối lớn, bạn nói 15 tỷ với 8% ấy thì rất là khó để mà hấp dẫn cho các sát. Cho nên với tôi đề xuất với bạn là 15 tỷ 50% và tôi hỗ trợ cho các bạn ngay lập tức là các bạn có được khách hàng để các bạn sửa. Thứ hai là tôi có một trường quản trị doanh nghiệp đào tạo về nghề, các bạn có thể dùng cái trường đấy để các bạn thu hút các bạn trẻ vào đó để học và có cấp chứng chỉ đàng hoàng của trường. Nếu mà là 50% thì không thể nào. Bạn đừng hiểu lầm là tôi sẽ thâu tóm của bạn, vì tôi muốn tôi có trách nhiệm với bạn để cùng bạn đi một cái quãng đường dài và tôi sẽ hỗ trợ bạn để bạn trở thành một công ty lớn mạnh có tầm cỡ của thị trường. Thật là một công ty mới, các bạn chỉ có một cái sáng chế về cái máy và một cái app mà các bạn chưa sử dụng và tôi đóng góp cho bạn cả một cái thị trường lớn như vậy thì rõ ràng là chúng ta phải cân bằng với nhau để chúng ta cùng có thể đi với nhau. Cái bạn thuyết phục ở tôi ấy, chính là cái sự lan tỏa, bạn tạo công ăn việc làm cho rất nhiều những người khác và cái đấy là cái mà tôi quan tâm. Sau khi mà Shark Liên hoàn vốn thì có thể đẩy thấp cái tỷ lệ phần trăm xuống còn 15%. Tôi sẵn sàng 3 năm đầu không nhận lợi nhuận để quay trở lại đầu tư cho các bạn luôn. Em có thể đề nghị Shark Liên là không nhận quyền tăng vốn trong vòng 3 năm tiếp theo thì mặc định tự nhiên là dilute Shark Liên xuống như cái gì đâu. Dễ mà, cần gì phải bán lại làm gì phức tạp. Nếu mà Shark Liên á mà đưa ra cái offer có thể thấp hơn để chúng tôi có thể nắm giữ cao hơn, giống như Shark Liên nói, cái này tôi làm vì muốn giúp cho tất cả mọi người chứ không phải là riêng bản thân. Nếu riêng bản thân tôi thì nó quá đủ rồi. Thôi để chốt với các bạn đấy 49.51. Cái đồng tiền đó không phải chiếm tất cả. Có một sát đi cùng tôi để tôi chứng minh được cái điều này tôi làm rất là ok là tôi nhận lời Shark Liên. Ok. Yeah. Chúc mừng Shark Liên nha, nhà bảo hiểm. Đấy, hôm nay đã mặc sẵn áo đỏ giống nhau rồi. Chúc mừng nha. Được đồng hành cùng với Shark Liên, tôi sẽ đi đến cùng mà đi thật xa. Không phải chẳng những ở Việt Nam mà tất cả những nước khác tôi có thể áp dụng được cái mô hình này. Làm sao em tin được sếp mình làm được điều đó? Tại sao tôi không làm được điều đó cho em? Tôi công nghệ của tôi không thua gì Shark Bình, thậm chí là hơn. Shark Bình mới là người làm công nghệ 20 năm nay. Chưa có gì đảm bảo là Shark Bình có thể làm được điều đó cả. Công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất là hai phần khác nhau. Hai cái khác nhau, bạn đừng nhầm lẫn. Công nghệ này là em là dân bạn hàng. Bạn đừng bao giờ nhầm lẫn.